vợ chồng Bảy Phúc vẫn cố gắng thanh minh, mình vô tội. Một trong những chủ đề được công luận quan tâm nhất hiện nay có lẽ là câu chuyện xử lý các sai phạm của cựu Thủ tướng, cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và gia đình ông ta. Theo giới quan sát, sau khi cộng đồng mạng chia sẻ các thông tin liên quan đến ông Phúc, ông đã vắng mặt hẳn trên truyền thông nhà nước. Nhưng bất ngờ vào sáng ngày 30 tháng 8, ông Nguyễn Xuân Phúc đã xuất hiện trong đoàn lãnh đạo Đảng, nhà nước đến viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 của Việt Nam. Theo mô tả, phong thái và vị trí đứng của ông Bảy Phúc hết sức lạc lõng, cùng với thái độ xa lánh của các lãnh đạo cấp cao khác trong buổi lễ. Điều này khiến cho cộng đồng mạng không khỏi nghi ngờ về sự thất thế của một chính khách tên tuổi từng vang bóng một thời. Được biết, trước Đại hội Đảng lần thứ 13, ông Nguyễn Xuân Phúc là một trong hai lãnh đạo được chọn làm trường hợp nhân sự đặc biệt để tái cử tại Đại hội lần thứ 13. Không chỉ như vậy, theo giới thạo tin, ông Nguyễn Xuân Phúc là một chính khách khôn ngoan và nấu cá hơn người, đặc biệt trong việc sử dụng các thủ đoạn chính trị để gây thù chuốc oán với các đồng chí trong đảng, nhất là mối quan hệ giữa ông Bảy Phúc và phe cánh an ninh tình báo của Bộ Công an, mà ông Tô Lâm đóng một vai trò rất quan trọng. Những sai phạm của ông Bảy Phúc và phu nhân Trần Thị Nguyệt Thu liên quan đến các cáo buộc tham nhũng, rửa tiền và truyền tiền lậu ra nước ngoài trong một loạt các đại án nghiêm trọng như Việt Á và Vạn Thịnh Phát của bà trùm Trương Mỹ Lan. Theo đó, ông Nguyễn Xuân Phúc và bà Trần Thị Nguyệt Thu đã nhận hối lộ từ bà Trương Mỹ Lan lên tới 100 triệu đô la. Các nguồn tin nội bộ khẳng định hồ sơ điều tra của Bộ Công an về các sai phạm của ông Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân của ông sẽ được đích danh Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm xem xét kỹ lưỡng. Tuy nhiên, việc xử lý hình sự với một số thành viên tứ trụ như ông Bảy Phúc là điều chưa từng có tiền lệ nên hết sức khó khăn. Mới đây, một số thông tin cho biết những ngày gần đây tại Hải Phòng dư luận xôn xao về việc cựu Thủ tướng, cựu Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc đã gây sức ép để buộc các cơ quan địa phương mở tiệc tiếp đón. Nguồn tin cho hay vợ chồng ông Nguyễn Xuân Phúc trên đường đi Quảng Ninh bái Phật cầu an vào buổi chiều ngày 28 tháng 8 đã ghé thành phố Hải Phòng nghỉ ngơi. Khi đó, ông Bảy Phúc đã chỉ đạo cho cựu thư ký thông báo với lãnh đạo Hải Phòng rằng ông Phúc và bà Thu xuống thăm thành ủy và cán bộ thành phố Hải Phòng. Nguồn tin cho biết khi nghe tin này, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hải Phòng đã đùn đẩy không ai muốn tiếp đôi vợ chồng đang chờ chuẩn bị khởi tố bắt giam. Nhưng bất đắc dĩ, cuối cùng thì cả hai cũng phải mở tiệc tiếp đón. Cũng theo nguồn tin mà Thời báo nhận được, không có điều kiện xác minh, trong buổi tiệc, ông Nguyễn Xuân Phúc dõng dạc tuyên bố như sau. Những việc ồn ào trên mạng thời gian qua là do tội phản động cấu kết với một số lãnh đạo ngành công an biến chất đã cố ý xúc phạm cá nhân tôi và gia đình. Đồng thời, ông Bảy Phúc khẳng định bản thân tôi luôn luôn trong sáng như gương, đề nghị các đồng chí đừng hiểu nhầm và tiếp tay cho kẻ xấu tuyên truyền tin tức vô căn cứ đó. Cũng xin nhắc lại, trong một thể chế chính trị độc tài, độc đảng như nhà nước Việt Nam hiện nay, việc điều hành nhà nước xã hội không dựa vào hiến pháp và pháp luật. Vì thế, việc truy cứu hình sự với Nguyễn Xuân Phúc và bà phu nhân là một quyết định hết sức khó khăn với ông Tổng Bí thư Tô Lâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin, vợ chồng Bảy Phúc vẫn cố gắng thanh minh, mình vô tội. Vì sao Tổng Bí thư Tô Lâm bị cáo buộc đã nghiêng quá đà về Mỹ và xa rời Trung Quốc? Sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, Chủ tịch Tô Lâm được Đảng Cộng sản Việt Nam giao trọng trách lãnh đạo đất nước. Theo giới phân tích đánh giá, chính sách đối ngoại, ngoại giao, cây tre của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dưới thời Tô Lâm sẽ không thay đổi. Chỉ hai tuần sau khi nhậm chức tân Tổng Bí thư trên cương vị bằng vai phải lứa với họ Tập ở Bắc Kinh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã cấp tốc viếng thăm Trung Quốc. Việc chọn Trung Quốc là cường quốc đầu tiên ông Tô Lâm không có gì là đặc biệt, với lý do đây là thông lệ của các lãnh đạo tối cao của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, theo giới ngoại giao tiết lộ cho hay, Tổng Bí thư Tô Lâm vội vã sang Bắc Kinh với lý do để chuẩn bị cho chuyến đến Hoa Kỳ vào tháng 9 tới đây để tham dự kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ khai mạc vào ngày 10 và bế mạc vào ngày 24 tháng 9 năm 2024. Nhiều nguồn tin hành lang cho hay khả năng cao ông Tô Lâm sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Biden trong chuyến công du lần này. Sau khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc chuyến thăm Trung Quốc rốt ráo với thời gian rút ngắn tới gần một nửa so với kế hoạch ban đầu, đánh giá về chuyến thăm, truyền thông quốc tế đưa ra nhận xét như sau. Trong chuyến thăm lần này tới Bắc Kinh của ông Tô Lâm, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhấn mạnh về cái gọi là chia sẻ tương lai giữa hai nước. Tuy nhiên, các mục đích của hai nước láng giềng vốn có hệ thống chính trị tương đồng lại không tương thích. Đó là các vấn đề về chủ quyền ở Biển Đông, nơi Trung Quốc đòi chủ quyền phần lớn diện tích vùng nước khiến Hà Nội khó chịu
trong khi lãnh đạo hai nước đạp xe hướng về phía trước, thì dường như họ lại đang đạp về hai hướng khác nhau. Việc ban lãnh đạo Trung Quốc đưa máy bay tuần thám theo dõi hoạt động Hải quân Việt Nam ngay sau khi ông Tô Lâm trở thành Tổng Bí thư, đây là một sự kiện được đánh giá là đáng chú ý. Đây là lần đầu tiên kể từ 5 năm trở lại đây, từ phía Bắc Kinh được cho rằng là biểu hiện không thân thiết của Trung Nam Hải đối với Tổng Bí thư Tô Lâm. Trong bối cảnh tình hình Biển Đông những ngày gần đây đang nóng lên từng ngày, với sự bành trướng và không giấu giếm của ban lãnh đạo Bắc Kinh, mới đây nhất, chỉ huy trưởng của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đã đưa ra tuyên bố quân đội Hoa Kỳ sẵn sàng với nhiều phương án để đối phó với các hành vi hung hăng ngày càng gia tăng ở Biển Đông. Nếu được lệnh, Hải quân Mỹ sẽ kích hoạt chiến lược phòng thủ chung và tham vấn với đồng minh hiệp ước là Philippines. Trong khi đó, truyền thông quốc tế vào ngày 30 tháng 8 năm 2024 đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, ông Phan Văn Giang đã họp với người đồng cấp Philippines khi ông Giang công du Manila. Hai bên đã trao đổi một số văn kiện, đồng thời dự kiến sẽ ký một văn bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng giữa quân đội hai nước Việt Nam và Philippines vào cuối năm 2024. Động thái kể trên được đánh giá là biểu hiện hợp tác an ninh toàn diện nhất giữa hai nước với mục tiêu ngăn chặn tham vọng bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông. Cùng ngày, truyền thông quốc tế cũng đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang dự kiến có chuyến thăm Mỹ từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 9 năm 2024. Theo lịch, tướng Giang sẽ có cuộc gặp với ông Augustin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Mỹ. Có thông tin cho rằng ông Phan Văn Giang có thể sẽ ký một thỏa thuận mua thiết bị quân sự từ Mỹ, nhưng hiện vẫn đang ở giai đoạn được thảo luận. Đáng lưu ý, chuyến thăm Mỹ của Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang diễn ra ngay trước chuyến đi thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Theo giới quan sát, trong thời gian gần đây, mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ có nhiều biểu hiện được thắt chặt, với liên tiếp có các hoạt động tăng cường hợp tác quốc phòng. Mới nhất vào ngày 26 tháng 8 năm 2024, cuộc họp đối thoại chính trị an ninh và quốc phòng Việt-Mỹ đã diễn ra tại Hà Nội. Chưa hết, dự kiến cuối năm 2024, đại diện một số công ty quốc phòng của Mỹ sẽ tham gia cuộc triển lãm quốc phòng quốc tế lần thứ hai tại Việt Nam. Một chi tiết không thể không nhắc đến đó là Đại học Fulbright Việt Nam bị cáo buộc rằng tham gia vào những hoạt động ươm mầm cho một cuộc cách mạng màu ở Việt Nam. Được biết, đứng đằng sau sự kiện vừa kể trên là đơn vị tác chiến điện tử thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương. Nhưng ngay lập tức, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã đưa ra tuyên bố cho rằng hoan nghênh các hoạt động của Đại học Fulbright Việt Nam và ca ngợi đây là thành quả của hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân sự, vì điều đó còn có nguy cơ gây ảnh hưởng đến mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Những thông tin vừa kể trên khả năng cho công luận thấy rằng vì sự ngả quá đà về phía Mỹ của cây tre mang tên Tô Lâm, đồng thời vì Bắc Kinh không giận dữ thì mới là sự lạ trong đời mà ông Tô Lâm cần phải sẵn sàng đón nhận. Quý vị và các bạn vừa xem bản tin vì sao Tổng Bí thư Tô Lâm bị cáo buộc đã nghiêng quá đà về phía Mỹ và xa rời Trung Quốc. Tổng Bí thư Tô Lâm dục tất bất đạt khi chưa có quyền lực tuyệt đối. Đánh giá về sự thăng tiến quá nhanh và đầy nghi vấn của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, theo một số ý kiến dù đang ở đỉnh cao nhất nhưng ông Tô Lâm khó có thể trụ vững cho được. Việc Tổng Bí thư tới đây sẽ phải bàn giao chức Chủ tịch nước cho một tướng lĩnh quân đội gần như là điều chắc chắn. Trong khi đó, ông Lương Cường là ứng viên sáng giá cao nhất. Theo giới thạo tin, việc ông Tô Lâm nắm giữ hai chức vụ cao nhất của Đảng và Nhà nước chỉ là phương án tạm thời, với mục đích để ông có thể sử dụng vai trò đứng đầu Đảng và Nhà nước trong các chuyến thăm tới Trung Quốc và Hoa Kỳ. Tại cuộc gặp các lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước vào ngày 15 tháng 8, ông Tô Lâm đã nói rằng sẽ kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao vào tháng 10 năm 2024. Điều này được cho là một cách lại đánh tiếng với các bậc trưởng lão trong Đảng rằng sẽ không có việc nhất thể hóa và không có sự thay đổi nào về cơ chế tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách. Giới chuyên gia đánh giá ông Tô Lâm làm như vậy là rất khéo léo. Ông đang từng bước thận trọng chỉ củng cố quyền lực trên cương vị Tổng Bí thư và không làm phật lòng các phe cánh khác. Điều đó cho thấy thời gian đầu trong việc tiến chiếm quyền lực, ông Tô Lâm chủ trương thần tốc, sẵn sàng đè bẹp các đối thủ cản đường. Chỉ trong vòng 73 ngày, từ một ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, ông Tô Lâm đã đoạt được 2 trong 4 ghế tứ trụ một cách dễ dàng và khó hiểu. Khi đó, công luận đặt câu hỏi về vai trò lá chắn cuối cùng để bảo vệ Tổ quốc và chế độ của quân đội đang nằm ở đâu. Tại sao lại để cho một viên tướng đầu lĩnh công an đã và đang làm loạn như thế giữa chốn không người? Việc các tướng lĩnh phe quân đội hầu như không có những phản ứng cần thiết hay án binh bất động là điều có thật. Giữa lúc đó lại xuất hiện tin đồn
Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cũng là tay chân của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Song tin đồn thì vẫn chỉ là tin đồn. Mới đây, kênh Trình hình Quốc phòng và lực lượng dư luận viên đang tiến hành một chiến dịch rất lớn để tấn công trường đại học Fulbright Việt Nam, cáo buộc đại học này là nơi khuyến khích làm cách mạng màu, là lò đào tạo phản động. Trong khi Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa lên tiếng hoan nghênh các hoạt động của đại học Fulbright và ca ngợi sự hợp tác giữa giáo dục giữa Việt Nam và Mỹ. Điều đó cho thấy có sự chia rẽ trong nội bộ của Bộ Quốc phòng nói riêng và sự không thống nhất quan điểm đối ngoại giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Ban Bí thư do Đại tướng Lương Cường đứng đầu về mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Được biết, Đại tướng Lương Cường, thường trực Ban Bí thư, là một nhân vật thân cận với cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và có cùng quan điểm thân Trung Quốc. Trong khi đó, truyền thông quốc tế đưa tin Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang sẽ đến Hoa Kỳ từ ngày 7 đến 9 tháng 9 sắp tới. Ông Giang sẽ có cuộc gặp cấp cao với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ với mục đích tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Cũng có thông tin cho rằng Bộ trưởng Phan Văn Giang có thể sẽ ký một thỏa thuận mua thiết bị quân sự từ Mỹ. Đây là tín hiệu cho thấy hai nước sẽ tăng cường quan hệ quân sự và có thể hợp tác sâu rộng hơn nữa trong tương lai. Trong khi đó, có ý kiến cho rằng lập trường của phe quân đội thời hậu Nguyễn Phú Trọng rất rõ ràng và dứt khoát. Quân đội chứ không phải công an mới là trung tâm quyền lực. Trong bối cảnh chính trường Việt Nam đang ở giai đoạn có nhiều xáo trộn và bất ổn như hiện nay, Tổng Bí thư Tô Lâm có lẽ chưa đủ thực lực để có được quyền lực tuyệt đối và chủ trương thần tốc của ông đã biến thành dục tốc bất đạt. Quý vị và các bạn có theo dõi bản tin ngày hôm nay. Tổng Bí thư Tô Lâm dục tốc bất đạt khi chưa có quyền lực tuyệt đối. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người cùng biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được chia sẻ những bản tin mới nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.